Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Xin chào các anh em đã đến với Thế Sơn Toyota. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Fortuner Legender 2.4 AT. Về ngoại thất, là một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner, mạnh mẽ đầy cá tính, bóng bẩy đậm chất SUV. Thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt khỏe khoắn kết hợp với đèn LED cool ngầu mang lại vẻ hiện đại và trẻ trung cho một chiếc SUV đô thị. Cụm đèn trước, hệ thống đèn được thiết kế riêng biệt cho phiên bản Legender. Cụm đèn trước LED gồm 2 bóng chiếu xa và 2 chiếu gần tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày, có phần nâng tầm phong thái hào hoa cho chiếc xe. Đèn sương mù LED tách rời. Gương chiếu hậu bên ngoài. Gương chiếu hậu ngoài có chức năng chỉnh gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED. Phần hông xe, với các đường dập nổi đầy mạnh mẽ, thiết kế xe Fortuner toát lên sự đẳng cấp không thể chối cãi ở mâm xe. Ở phiên bản Legender được trang bị mâm xe 18 inch với cấu trúc chắc chắn, gồm 2 tông màu đen bạc, sang trọng thể thao. Đuôi xe, phần đuôi xe mạnh mẽ, thể thao với trang bị LED cho cụm đèn sau hiện đại. Nội thất hoàn hảo, tiện nghi vượt trội. Không gian nội thất hiện đại, màu nội thất đen đỏ cực thể thao cùng với những tính năng tiện ích hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng đáng đẳng cấp. Thiết kế tiện nghi, phiên bản Legender được trang bị màu nội thất mới, 2 tông màu đen đỏ, sự kết hợp độc đáo và hài hòa tạo dấu ấn thể thao mạnh mẽ cho toàn bộ không gian nội thất. Không gian nội thất được thiết kế tối ưu khoang hành khách mang lại trải nghiệm thoải mái, tiện nghi cho chủ sở hữu. Bảng đồng hồ táp lô, thiết kế bảng táp lô hiện đại giúp chủ sở hữu thuận tiện trong việc nắm bắt các thông số vận hành một cách chính xác và nhanh chóng. Hệ thống âm thanh và điều hòa, màn hình cảm ứng 8 inch rộng lớn, hiển thị đa thông tin, dễ điều khiển các tính năng hữu ích trên mọi hành trình. Hệ thống loa đẳng cấp mang đến chất lượng âm thanh sắc nét, trung thực cho mọi hành trình, cùng với hệ thống điều hòa tự động giúp làm lạnh nhanh chóng tới tất cả các hàng ghế trong xe. Hộp để đồ có khả năng làm mát, tối ưu hộp để đồ thuận tiện với chức năng để làm mát đồ uống, đem lại tối đa sự tiện nghi cho chủ sở hữu. Ghế ngồi, thiết kế ghế lái chỉnh điện 8 hướng cùng cửa sổ điều khiển chỉnh điện 1 chạm chống kẹt ở tất cả các cửa, tăng cường tiện nghi và an toàn cho hành khách. Ngăn đựng mắt kính, ngăn đựng mắt kính được đặt ở vị trí thuận tiện, dễ dàng khi sử dụng. Nút khởi động, nút bấm thông minh giúp thao tác khởi động và tắt máy thuận tiện, tiết kiệm thời gian tối đa. Hộp số tự động 6 cấp giúp chuyển số nhịp nhàng, tăng tốc tốt hơn, vận hành mượt mà hơn. Chế độ lái, xe được trang bị 2 chế độ lái, tùy vào mỗi hành trình di chuyển, chủ sở hữu có thể chọn chế độ Eco giúp tối ưu hóa tính năng tiết kiệm nhiên liệu và chế độ Power giúp xe tăng tốc mạnh mẽ, vượt địa hình và chở tải tốt nhất. Động cơ, Fortuner được trang bị động cơ dầu 2GD FTV 4 xi lanh thẳng hàng với công nghệ turbo tăng áp biến thiên. Fortuner Legender 2.4 AT được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 màu trắng ngọc trai 070, bạc 1D6, đồng 4V8, nâu 4W9 và đen 218. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các anh em có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Nếu thích video này, hãy like và share với bạn bè nhé. Đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất từ Thế Sơn Toyota. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sắp tới. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo trùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Hiện tại, công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.